Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hà Miên trên đường phát triển số tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay là các phóng sự phản ánh về công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết và các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cam sành Hà Miên đang vào mùa thu hoạch. Niềm vui của bà con được nhân lên khi năm nay cam Hà Miên vừa được mùa lại được giá. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, nhiều năm nay người dân đã áp dụng quy trình sản xuất cam sạch trong canh tác cam sành. Gia đình anh Vũ Đức Cường là một trong những hộ tham gia quy trình sản xuất cam Việt Gáp hữu cơ tại đây. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều quan trọng nhất là năng suất, sản lượng cam sản xuất theo quy trình này tăng lên trên 40%. Gia đình tôi trồng được khoảng 1 hecta cam, trồng theo phương pháp hữu cơ và Việt Gáp, nên chất lượng cam thì luôn đảm bảo. Và năm nay gia đình bán cũng được giá, gia đình rất phấn khởi. Nhận định thị trường sẽ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ngay từ đầu vụ thu hoạch, huyện Hàm Yên đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp bán lẻ lớn để tiêu thụ sản phẩm cam Việt Gáp hữu cơ cho bà con. Từ đó đã kích cầu tiêu dùng. Các chủ vườn hiện đang bán với giá từ 14 đến 18 nghìn đồng 1 kg. Đặc biệt cam hữu cơ ở Hàm Yên có giá trên 28 nghìn đồng 1 kg. Vụ cam năm nay dự kiến sẽ mang về cho người nông dân ở Hàm Yên từ 800 đến 1 tỷ đồng. Sản xuất cam năm nay thì giá tăng hơn so với các năm trước. Thì để được đạt được các cái kết quả này thì trước tiên là huyện ủy, ban dân huyện cũng đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra thì cũng đã mời các cái doanh nghiệp, các đơn vị đến để ký kết, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thương hiệu cam sành Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang từ lâu đã được nhiều nơi biết đến. Năm nay người trồng cam ở đây lại có một vụ mùa bội thu. Cây cam không chỉ làm giàu trong mỗi gia đình mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn và là thế mạnh của Hàm Yên tiếp tục phát huy tiềm năng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện Hàm Yên xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Sau 5 năm tập trung thực hiện các chương trình giảm nghèo, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã Hùng Đức còn 13%. Xác định công tác giảm nghèo, điều quan trọng nhất là khơi dậy được ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân. Địa phương đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thêm nguồn lực, xây dựng các mô hình sản xuất như trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc. Từ đó giúp họ có nguồn thu nhập ổn định, bền vững, vươn lên thoát nghèo. Tập huấn khoa học kỹ thuật để cho những hộ nghèo tham gia nắm các biện pháp để mà vươn lên để thoát nghèo. Đặc biệt là vừa qua cũng tạo cho hộ nghèo những cái nguồn vốn vay như công trình nhà vệ sinh, rồi là một số các chương trình chăn nuôi. Trong năm 2021, huyện Hàm Yên giảm gần 1.000 hộ nghèo, đạt trên 110% kế hoạch năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 11,7% xuống còn 8,5%. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo như y tế, xóa nhà tạm, cho vay vốn ưu đãi, lao động việc làm, các địa phương trên địa bàn huyện đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa. Huyện Hàm Yên đã chủ động trong công tác phòng chống dịch đối với công nhân lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Công ty cổ phần may Yên Sơn, xã Thái Sơn hiện có gần 400 công nhân đang trực tiếp lao động sản xuất. Để đảm bảo thực hiện vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, công ty đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp. Trước khi đến công ty, bọn em có được quét mã PC COVID và trước khi vào trong xí nghiệp thì bọn em có được rửa tay sát khuẩn trước khi vào đây ạ. Thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống COVID. Huyện Hàm Yên có một cụm công nghiệp đóng tại xã Tân Thành và nhiều công ty xí nghiệp khác trên địa bàn các xã thị trấn có số lượng người lao động rất lớn. Huyện đã thường xuyên tổ chức các đoàn đến kiểm tra đột xuất, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các công ty nhà máy, cơ sở sản xuất. Đến thời điểm này, các đơn vị đều được đánh giá là ở mức an toàn và đảm bảo các hoạt động sản xuất. Hàng ngày hầu như là cũng điện vào để nhắc nhở và đặc biệt là đề nghị chỗ công ty phải thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, thực hiện 5K, kiểm tra, rồi
Trong cái thời gian này chúng tôi cũng đẩy nhanh công tác tuyên truyền về cái vấn đề tiêm phòng để công tác phòng chống dịch cho đảm bảo an toàn. Thời gian tới, huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào các cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trước việc triển khai cách ly F1 tại nhà với các trường hợp đủ điều kiện, huyện Hàm Yên đã huy động các lực lượng cùng vào cuộc quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà. Đột xuất đến kiểm tra là công việc của các cán bộ cũng như tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn xã Hồng Đức trong công tác quản lý F1 tại nhà. Cùng với việc sát sao trong công tác quản lý F1 trong việc thực hiện nghĩa vụ cách ly y tế, tổ COVID-19 của các thôn còn tích cực tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cách phòng chống hiệu quả. Ban chỉ đạo xã là luôn là yêu cầu là tổ tuyên truyền bằng hình thức là qua loa phát thanh của xã và bằng một tổ tuyên truyền lưu động đổi mới theo tình hình của dịch. Qua tuyên truyền thì thấy là ý thức của người dân là được nâng cao và tự giác phòng chống dịch của mình hơn. Xác định linh hoạt thích ứng an toàn trước dịch bệnh nên Hàm Yên triển khai cách ly F1 tại nhà đối với trên 200 trường hợp ở xã Hồng Đức. Địa phương đã phát huy tối đa vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong quản lý giám sát F1. Công tác quản lý F1 thì xã thành lập 4 tổ cơ động để đi thường xuyên, trong vòng khoảng 30 phút lại có một tổ thường xuyên đi đến các hộ gia đình kiểm tra các cái F1 cách ly tại nhà. Bà con là thực hiện rất tốt qua cái báo cáo của các tổ cơ động. Cùng với việc thích ứng an toàn trước dịch bệnh, huyện Hàm Yên sẽ đẩy mạnh chỉ đạo công tác quản lý giám sát nghiêm việc cách ly F1 tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Đến nay, công tác này ở xã Hồng Đức đang được thực hiện tốt, góp phần phòng chống dịch hiệu quả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàm Yên trên đường phát triển số tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, dự án chỉnh trang đường qua trung tâm thị trấn Tân Yên hướng đến mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị, tạo không gian cảnh quan mới cho trung tâm huyện Hàm Yên và xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án, thị trấn Tân Yên đã triển khai tới toàn thể người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, các hộ dân sống hai bên đường đã đồng thuận, tình nguyện tháo dỡ mái tre, tường rào, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gia đình thấy cái chương trình này của huyện, chúng tôi cũng nhất trí cũng tuân theo luật của nhà nước. Làm cái này vừa đẹp đường phố và cho thị trấn. Với chiều dài 4,5 km, dự án được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện, đến nay đạt trên 80% khối lượng công việc. Phấn đấu hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán năm 2022, góp phần vào việc phát triển hạ tầng đô thị, tạo không gian, cảnh quan mới, xây dựng thị trấn Tân Yên trở thành đô thị loại 4. Các hộ đã đồng tình và đồng thuận rất cao trong việc mà tự tháo dỡ trả lại cái hành lang giao thông đường bộ để đơn vị thi công để xây dựng tô toa vỉa hè và rãnh thoát nước để thị trấn khang trang và sạch đẹp hơn. Đến nay trong quá trình thi công thì cơ bản là không có vướng mắc gì và sẽ hoàn thành tiến độ thực hiện đề ra. Đơn vị dồn toàn bộ nhân lực, hai là về máy móc đầy đủ thi công để đảm bảo cái tiến độ công trình để sớm đưa vào sử dụng trước Tết. Việc chỉnh trang đường qua trung tâm thị trấn Tân Yên không chỉ giúp phát triển hạ tầng giao thông trong khu vực mà còn giúp huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Điện lực Hàm Yên đã chủ động xây dựng phương án cụ thể và thực hiện các giải pháp quản lý và vận hành, kiểm tra tổng thể lưới điện, cải tạo, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện trên tất cả các địa bàn quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị trạm và đường dây, kiểm tra hành lang tuyến xử lý, chặt tỉa, phát quang, không để cây cối đổ vào đường dây, vệ sinh công nghiệp, các trạm biến áp phân phối có phụ tải lớn tập trung, nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán thì cán bộ nhân viên chúng tôi đã tăng cường kiểm tra phát dọn hành lang tuyến, kiểm tra trạm và thiết bị trong trạm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho bà con. Bên cạnh đó, Điện lực Hàm Yên cũng tiến hành kiểm tra tất cả các đường dây và trạm biến áp, xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường, quá tải các thiết bị nhằm đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn. Đồng thời tổ chức vận hành chuẩn bị tốt, đầy đủ nhân lực vật lực dự phòng, sẵn sàng khắc phục sự cố nhanh nhất như nhân lực bố trí trực ca 24/24 giờ tại Điện lực Hàm Yên để kịp thời sửa chữa, thao tác theo lệnh
của điều độ công ty điện lực Tuyên Quang. Thì để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán thì điện lực Hàm Yên đã chuẩn bị đồng bộ rất nhiều cái giải pháp. Vừa rồi chúng tôi đã thay thế được 14 trạm biến áp hoán đổi để nâng công suất trạm biến áp phù hợp với công suất. Chúng tôi đã triển khai tất cả các công trình đầu tư để giảm tải cho các trạm biến áp. Thì như trong năm vừa rồi chúng tôi đã đầu tư và được thay thế được 15 trạm biến áp đã đưa vào vận hành. Điện lực Hàm Yên đã tiến hành kiểm tra ưu tiên cấp điện cho các địa điểm quan trọng trên địa bàn, phối hợp với các sở ban ngành tại địa phương để nắm bắt các địa điểm và thời gian tổ chức các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới, từ đó bổ sung kế hoạch ưu tiên cung cấp điện và tăng cường lực lượng ứng trực xử lý sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho trên 38.500 khách hàng trên địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là đối tượng Phạm Thế Tùng, sinh năm 1994, thường trú tại thôn 1 Minh Phú. Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại khu vực tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên, khi đang tàng trữ trái phép 0,230 gram heroin, Phạm Thế Tùng đã bị công an huyện Hàm Yên bắt giữ. Chiều ngày tôi có xuống km 39 Hàm Yên và tìm người bán ma túy để tôi mua. Khi mua xong thì bị các anh cảnh sát phát hiện. Đây là một trong 5 vụ án về mua bán sử dụng tàng trữ trái phép ma túy đã được công an huyện Hàm Yên triệt xóa trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 0,78 gram heroin, 0,28 gram ma túy đá. Cũng trong đợt cao điểm, công an huyện đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp, trong đó có 7 vụ đánh bạc, 2 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, ghi nhận phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường, tiếp nhận 35 tin báo tố giác tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 100%. Công tác an ninh chính trị cũng được công an huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm. Lực lượng an ninh công an huyện đã tập trung nắm chắc tình hình quản lý địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ngay tại cơ sở. Về cán bộ chiến sĩ trong đội an ninh thì đa số các đồng chí trẻ, nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Qua đó thì đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên trong thời gian vừa qua. Cùng với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, công an huyện cũng đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly phong tỏa. Công an huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết, giao trách nhiệm cho các đội nghiệp vụ, công an các xã về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng cái công tác tuyên truyền pháp luật đối với người dân, các cái hành vi, các cái chế tài liên quan đến tội phạm. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công an huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo nắm tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hàm Yên trên đường phát triển số tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.